Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh, trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì hàng tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần được up lên ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng. Đây là kênh Hùng đã xây từ năm 2018 và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn tiếp tục các cái công việc hàng tuần ở trên kênh này. Và hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin phân tích ngắn bộ 3 tham số chung của thị trường, chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh để chúng ta cập nhật thêm về mặt xu hướng. Thì tại sao chúng ta lại cần phải phân tích bộ 3 tham số chung của thị trường? Bởi vì đó là xương sống, gọi là cái sườn của thị trường anh chị. Và khi nào mà chúng ta phân tích được đúng và trúng đủ cái bộ 3 tham số chung của thị trường tại những cái vùng cản kỹ thuật và tại những cái vùng hỗ trợ thì như vậy là kèm theo đó thì chúng ta sẽ có các cái vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu cũng như vùng mua của cổ phiếu thì nó sẽ gắn liền với cái sườn của thị trường như vậy. Và khi chúng ta phân tích được đúng xu hướng của thị trường thì như vậy là chúng ta sẽ nâng cái xác suất của chúng ta thắng, cái tỷ lệ thắng chúng ta sẽ nâng lên và cái tỷ lệ thua thì chúng ta sẽ giảm bớt đi. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta phải liên tục cập nhật bộ 3 tham số chung của thị trường. Thì như thường lệ thôi, nội dung của bản tin tuần thì chúng ta vẫn sẽ có các nội dung chính. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đánh giá bộ 3 tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua, gồm chỉ số VN30, chỉ số VN Index và chỉ số phái sinh. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài các cái dự báo về xu hướng kỹ thuật trong tuần tiếp theo, và đặc biệt là hai cái phiên cận kề nhất của chúng ta, đó là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view các cái danh mục cổ phiếu cơ bản tiềm năng thì như các anh chị cũng nắm được rồi. Lần lượt thì chúng ta sẽ đi view danh mục cổ phiếu trụ, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, thép, đầu tư công, bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí và cuối cùng thì chúng ta sẽ view nhóm ngành chứng khoán. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả mọi cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê. Vì vậy là nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem, cân nhắc trước khi áp dụng. Và với quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì bây giờ chúng ta đã ở một cái thời kỳ công nghệ đỉnh cao rồi. Chúng ta có rất nhiều các cái kênh thông tin để chúng ta tổng hợp lại để làm sao đó. Cái mục đích cuối cùng, các anh chị, mục đích cuối cùng chúng ta lên thị trường chứng khoán thì không phải là kiếm tiền, đó, mà là chúng ta phải, đầu tiên chúng ta phải đi bền, đi chắc và tích lũy nền tảng kiến thức. Và sau khi mà chúng ta đi được bền, đi được chắc và có một cái nền tảng kiến thức rồi thì như vậy là tiền nó sẽ tự nó sẽ dần dần theo ngày tháng năm thì nó sẽ về với chúng ta thôi, chứ chúng ta cũng không có vội vàng. Đó, bởi vì rất nhiều những anh chị em là khi mà chúng ta lên thị trường chứng khoán là chúng ta phải bằng mọi cách mọi giá là chúng ta phải nhân đôi tài khoản, chúng ta phải kiếm tiền thật nhiều, chúng ta phải phải ngay lập tức là chúng ta phải có được những cái vị thế rồi tiền bạc vân vân. Và khi mà chúng ta đặt cho mình một cái mục tiêu như vậy á, thì tự dưng vô hình dung là chúng ta sẽ bị cuốn vào ở cái vòng xoáy của thị trường chứng khoán. Và cái vòng xoáy đó thì nó có khắc nghiệt lắm các anh chị. Và khi mà chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy đó và chúng ta không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh và không đủ kiến thức thì như vậy là cái vòng xoáy đó nó sẽ nhấn chìm chúng ta, và nó nhấn chìm hẳn luôn. Báo cáo với các anh chị là nó nhấn chìm hẳn luôn và không bao giờ các anh chị có cơ hội để mà làm lại ở trên thị trường chứng khoán. Có rất nhiều anh chị em nhà đầu tư là chỉ lên thị trường chứng khoán một lần duy nhất ở trong cuộc đời và mãi mãi không bao giờ dám quay trở lại đó nữa. Thì đấy là những cái sự rất là đáng tiếc. Bởi vì đó là những cái điều mà chúng ta mất cái sự định hướng từ đầu, và chúng ta không chuẩn bị sẵn những cái hành trang tâm lý rồi những cái hành trang kiến thức để chúng ta có thể đi bền đi chắc ở trên thị trường chứng khoán. Thì cơ bản một vài cái chia sẻ như vậy để các anh chị nắm được. Rồi, ở phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ view lại bộ 3 tham số chung của thị trường. Chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua, ở phiên giao dịch ngày 8 đến ngày 12 thì hàng ngày chúng ta đã có những bản tin rồi. Và về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái sự tạo lập của chỉ số VN Index khá là giống nhau. Khi mà bắt đầu vào các cái phiên giao dịch đầu tiên của ngày thì chúng ta có một cái gap tăng, và sau đó thì các cái kênh đến giờ tiếp theo nó tiếp tục lốc gap. Và phiên giao dịch từ ngày 8 đến ngày 11 thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta cơ bản đi sideways ở trong biên 1155 đến vùng 1160. Có hai phiên mà chỉ số VN Index của chúng ta đã cố break cái vùng cản 1165, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là chưa thành. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 12 tháng 1 là một phiên rũ. Phiên ngày hôm nay thì rũ tương đối là sâu khi mà chỉ số VN Index của chúng ta lần đầu tiên kể từ phiên ngày 4 đến thời điểm hiện tại là lần đầu tiên là nó mới quay trở về ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật 1145, 1147, 1150 để test tích lũy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chỉ số VN Index có cây nến giờ đầu tiên với một với một cái sự chỉnh giảm khá là mạnh, và cây nến giờ thứ hai phục hồi và tiếp tục có 3 cây nến giờ thứ ba thì nó tiếp tục test tích lũy lại ở biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1150 và rút chân lên ở vùng 1154.7. Thì như vậy là nó cũng khá sát với cái điểm 1155. Đó, thì về bản chất là gì? Về bản chất là nếu như chúng ta xét ở trong một cái hành trình như thế này thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản thì chỉ số VN Index vẫn đóng cửa được ở biên 1155 đến 1160. Và với góc độ như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo tuần tới thì đương nhiên cái biên 1155 là đương nhiên rồi, có thể là nó sẽ có một gap tăng nhẹ ở đây và sau đó thì nó sẽ quay trở lại biên 1155, và sau đó là chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1145, 1147, 1150. Kỳ vọng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ sideways test tích lũy thành công ở vùng này cho các cái lực chốt của các nhóm ngành bất động sản, dân cư, nhóm ngành thép, nhóm ngành chứng khoán, rồi nhóm ngành đầu tư công, rồi nhóm cổ phiếu trụ họ chốt xong, và sau đó thì tất cả những cái mã ngành này bắt đầu quay trở lại với cái sự phục hồi tốt. Đó, thì khi đó thì nhóm banh sẽ nghỉ ngơi để giúp cho cái sự luân chuyển về dòng tiền ở trên thị trường nó mang một tính chất là nó tích cực hơn. Và sau khi tích lũy thành công ở vùng giá mục tiêu này thì như vậy là mục tiêu ở trong tuần tới thì Hùng vẫn tiếp tục đặt ra, đó là biên 1165 đến biên 1170. Đây là cái biên tiếp theo mà chỉ số VN Index cần phải vượt qua trước khi mà về đến cái target phụ mà chúng ta đã có phân tích ở trên bản tin tuần ở vùng 1190 đến vùng 1200 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích chỉ số VN30 ở trên sạc kỹ thuật giờ. Thì ở đây là phiên giao dịch ngày 8 bắt đầu vào cái tuần video số 210. Thì như cũng đã có phân tích ở đây thôi, thì về cơ bản là chúng ta có một cái vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN30, đó là vùng 1170, 1172, vùng 1170, 1173 và 1175 ở đây. Và chúng ta nhìn thấy là có trong tuần thì có rất nhiều những cái phiên tạo lập đã kéo lên ở đầu phiên, và sau đó thì chỉ số VN30 của chúng ta tiếp tục bám biên ở quanh vùng 1160. Có 3 lần thì chỉ số VN30 cố gắng vượt ở cái vùng cản 1170. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn vượt chưa thành. Thì phiên ngày hôm nay cũng là một phiên rũ rất là mạnh của chỉ số VN30, khi mà chỉ số này lần đầu tiên, đúng không? Kể từ phiên giao dịch ngày 5 đến thời điểm hiện tại thì đây là lần thứ hai mà cổ phiếu bắt đầu chỉ số này bắt đầu quay trở về vùng 1150, 1153 để test cung tích lũy chỉnh nền, và cũng rất là may mắn đó là cây nến giờ thứ hai thì chỉ số VN30 của chúng ta đã cân lại được hết tất cả những gì đã mất. Đó, và 3 cây nến giờ tiếp theo thì nó có test lại ở cái biên 1160 và có cây nến giờ rút chân lên vùng 1164 và xích xoan quanh vùng 1164. Thì về như vậy thì về cơ bản là gì? Cái ý đồ tạo lập của chỉ số VN30 ở thời điểm hiện tại là vẫn được ở trên vùng 1160. Và với góc độ như thế này thì khả năng tuần tới, quan điểm cá nhân của Hùng Lê thì có thể là chỉ số VN30 tiếp tục một lần nữa nó sẽ quay trở lại ở vùng 1150. Đó, sẽ quay trở lại vùng 1150, 1153, 1155 để tiếp tục test cung tích lũy ở vùng này. Mục tiêu thì không có gì thay đổi cả. VN30 sẽ bứt ở vùng 1170, 1173 và 1175, và khi nào mà chỉ số VN30 bứt được vùng 1173, 1175 rồi á thì như vậy là cái cơ hội gọi là chúng ta đang hướng về cái target phụ 2 phẩy ở vùng 1190 đến quanh vùng 1200 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở các tuần giao dịch tiếp theo. Bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số VN30F1M, thì đối với chỉ số này thì cũng có phân tích cho các anh chị ở trên sạc M5. Thì khi mà bắt đầu vào bản tin tuần thì cũng có dự báo là các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của chỉ số VN30F1M có thể quay trở về vùng 1155 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1145, 1147 và vùng 1150. Những cái nội dung đó thì chúng ta đã có nó rồi, và sau đó thì bắt đầu khi kết thúc phiên giao dịch ngày 8 thì cũng có phân tích thêm một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật phụ ở vùng 1161.5. Đó, vùng 1161.5, và phiên giao dịch ngày 9, ngày 10, ngày 11 thì về cơ bản là chỉ số phái sinh đã test tích lũy rất thành công ở vùng 1161.5, và đồng thời ở trong tuần thì như vậy là chỉ số VN30F1M đã có lần thứ nhất công vùng cản 1172, và lần thứ hai ở phiên giao dịch ngày 11 thì tiếp tục công vùng cản 1172, 1175, 1180. Trong phân tích định hướng thì có dự báo rằng đó là cái vùng 1172, 1175, 1180 là vùng cản kỹ thuật rất mạnh của chỉ số VN Index. Đó, kể cả trên sạc kỹ thuật M5, trên sạc kỹ thuật giờ và trên sạc kỹ thuật ngày. Các anh chị xem để các anh chị nắm được cái nội dung như vậy. Và khi mà phái sinh về đến cái vùng cản kỹ thuật mạnh như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ cần thời gian và cần cái sự tạo lập của dòng tiền, thì như vậy thì phái sinh mà có thể bứt được qua những cái vùng cản này. Và khi nó bứt được qua vùng cản đó thì như vậy là thị trường chứng khoán cơ sở mới có những cái cơ hội để mà gì? Vượt thoát đi lên. Và các anh chị thấy rằng là trong cái tuần vừa qua là một cái tuần mà về cơ bản đến phiên này là phiên kết tuần thì chúng thấy rằng là về cơ bản là thị trường của chúng ta cơ bản là thành công khi mà nó giữ được các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật đó. Mặc dù là một số nhóm ngành bị chốt thì tí nữa sẽ phân tích chi tiết, nhưng về cái cách tạo lập về điểm số thì như vậy là tạm thời là như vậy, cũng đang tạm ổn. Và chỉ số phái sinh thì có điểm rút chân lên ở vùng 1166 1166. Như vậy tuần tới thì cũng không có gì thay đổi cả, biên hỗ trợ kỹ thuật như vậy là gì, xu hướng nó sẽ tiếp tục quay trở về vùng 1160 1161.5. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì có thể là nó sẽ quay trở về ở biên 1150 đến biên 1155. Hai cái điểm này thì như vậy là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá, và trong góc độ ngắn hạn thì Hùng kỳ vọng là gì, cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1145 1147 1150, chỉ số phái sinh sẽ tích lũy thành công ở trên cái vùng này đấy, trên cái vùng này, và cố gắng vượt thoát để đi lên. Đó là một cái mong muốn lớn nhất, bởi vì khi mà chỉ số phái sinh mà tích lũy được ở trên vùng 1145 cộng á thì cái cơ hội đi tiếp của chỉ số của thị trường cơ sở là còn. Trong trường hợp nếu như mà chỉ số phái sinh mà chúng ta bị sọc gãy mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1145 thì đấy là một cái điểm mà sẽ rất khó khăn thị trường cơ sở trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang một cái góc nhìn về chỉ số VN Index ở trên sàn kỹ thuật ngày. Thì các cái nội dung phân tích ở trong hàng ngày thì các anh chị cũng nắm được rồi, kể từ phiên giao dịch ngày 19 tháng 12. 19 đây là xin lỗi cả nhà, 19 tháng 12 thì như vậy là chúng ta bắt đầu đi xây những cái target kỹ thuật ở vùng 1130 và sau đó chúng ta xây lên ở vùng 1160. Và về cơ bản đến thời điểm hiện tại thì vùng 1160 đã hoàn thành, và thậm chí là trong tuần vừa qua thì có thời điểm là chỉ số VN Index của chúng ta đã tiệm cận lên đến vùng 1170 và nó xuất hiện một cây nến doji, ở trong phiên giao dịch ngày 11. Và sau một cây nến doji thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cây nến mặc dù nó có sự phục hồi, tuy nhiên sự phục hồi này không thuyết phục. Nó mặc dù nó có lấy lại được nhưng mà đây chúng ta thấy rằng là sau một cây nến doji thì vẫn là một cây nến giảm, và đó là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Thuần về phân tích kỹ thuật thì khi một cái quá trình tăng trưởng đúng không anh chị, và nó xuất hiện một cái nến doji và sau cái nến doji đó là một cái nến giảm điểm thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Vậy thì trong cái kịch bản của tuần giao dịch tiếp theo, trong trường hợp nếu chỉ số VN Index của chúng ta vi phạm là gì, có nghĩa là nó vi phạm ở cái vùng 1148 ở đây các anh chị nhé. Trong trường hợp nếu như đến ngày mà chúng ta bắt đầu có một cái tín hiệu như vậy á, thì như vậy là chúng ta sẽ phải hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu xuống, bởi vì khi nếu như cái tín hiệu mà chỉ số VN Index chúng ta bị mất ở vùng 1148 sau một cây nến doji và VN Index bị mất ở vùng 1148 thì có khả năng là chỉ số VN Index của chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái pha chỉnh giảm đó, và bắt đầu một cái pha chỉnh giảm ở đây. Đó, bởi vì là chúng ta có 6 phiên giao dịch, các anh chị, 6 phiên giao dịch công cái vùng cản kỹ thuật 1160 mà nó công không thành thì nó xuất hiện cái tín hiệu này, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu tâm để chúng ta xử lý tài khoản, đặc biệt là với những cái tài khoản mà đang full margin. Như vậy chúng ta hết sức lưu tâm, bởi vì khi đó thì có thể là chỉ số VN Index sẽ quay trở về test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1120 đến vùng 1130, và khi nó test thành công ở cái vùng này thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu lại tiếp tục phân tích một cái sóng lên của chỉ số VN Index ở trong các tuần giao dịch tiếp theo. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung tiếp theo của bản tin ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ đi phân tích bộ ba các cái danh mục cơ bản của thị trường cổ phiếu. MWG thì ở đây trong tuần thì Nhung có phân tích ở đây, MWG có cái vùng cản kỹ thuật 44 và kể từ đây thì cổ phiếu bắt đầu không vượt thoát được và nó bắt đầu chỉnh cung. Chỉnh cung thì đầu tiên nó sẽ đây này, cái hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của MWG là nó sẽ về ở quanh vùng 43.2 và vùng này bị thất bại trong phiên giao dịch ngày 19. Như vậy là đến thời điểm kết tuần thì như vậy chúng ta đã quay trở về vùng hỗ trợ kỹ thuật 41.7 đến vùng 42. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có 3 phiên giao dịch mà MWG bật lên và sau đó nó lại quay lại chỉnh cung test nền ở đây. Vậy thì trong tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá vùng hỗ trợ kỹ thuật 41.7 và có thể trong phiên thì nó có thể có những cái điểm nhún về quanh vùng 41.5 để chúng ta tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu này. Masan thì chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn nó dài hơi, một góc nhìn dài hơi. Và trong các cái tuần trước đây thì Hùng đã có phân tích cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 69 đến khoảng vùng 70 và các anh chị thấy rằng là khi mà cổ phiếu chạm đến vùng cản 69 thì tuần này nó bắt đầu nó chỉnh cung. Thì như Hùng đã có phân tích ở đây thôi, điểm chỉnh cung đầu tiên là vùng 67 và khi vùng 67 nó bị thất bại rồi ấy, thì nó sẽ về tiếp vùng 66. Và tại vùng 66 này thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là cây nến kết thúc phiên thì như vậy là chỉ cổ phiếu Masan cũng có một cây nến giờ nó đè mất, tức là cái điểm này gọi là điểm bị mất ở vùng 65. Như vậy thì Câu chuyện tiếp theo của Masan ở đây đó là gì? Chúng ta sẽ phải cần thêm cái dữ liệu kỹ thuật của phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới để chúng ta đánh giá xem là cái khả năng phục hồi của Masan đây như thế nào. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này không phục hồi và nó tiếp tục xuất hiện những cây nến giờ giảm điểm như vậy là Masan sẽ lùi lại về khoảng quanh vùng 63 đến khoảng vùng 63.5. Cổ phiếu trụ Vinamilk, đây Vinamilk, đây chúng ta sẽ view một tí. Thì trong bản tin của tuần trước đây thì chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ vùng cản kỹ thuật 69.5 và tuần này thì cũng có dự báo là gì? Nó sẽ quay trở về vùng cản vùng hỗ trợ 68.5 và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy là Vinamilk bị thất bại vùng 68.5 và khi hỗ trợ trên bị mất thì như vậy nó sẽ về đến cái vùng hỗ trợ tiếp theo và vùng hỗ trợ này đó chính là vùng 67.2 đến vùng 67.5. Thì tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì phiên giao dịch ngày 11 thì cổ phiếu có cái sự bật lên nhưng đến phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là nó lại tiếp tục test lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 67.2 đến vùng 67.5. Ở đây nó có điểm lùi về vùng 67 và có cái điểm rút chân lên. Tuy nhiên khả năng là với góc độ xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại như thế này thì tuần tới Vinamilk sẽ tiếp tục quay trở lại khoảng quanh vùng 67 để cố gắng chỉnh cung, tích lũy chỉnh nền. Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng 68.5 đến khoảng quanh vùng 69. Vinhome Vinhome ở đây này, Vinhome ở đây thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật mà đã phân tích ở vùng 43.5 đến vùng 44 và tuần này thì có cây nến đầu giờ của phiên giao dịch ngày thứ hai là nó lên được khoảng quanh vùng 43.8 và sau đó thì gần như cơ bản trong tuần thì cổ phiếu Vinhome bắt đầu lùi lại. Đó thì cái điểm lùi thứ nhất là nó lùi về vùng 43, điểm lùi thứ hai thì nó sẽ lùi về khoảng vùng 42.3 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay trong phiên giao dịch ngày qua, ngày 11 thì như vậy là Vinhome bị mất vùng 42.3 và trong phiên này thì lùi lại tiếp ở vùng quanh vùng 41 đến khoảng vùng 41.5. Thì ở đây nó đang có những cây nến giờ sideways tích lũy ở quanh vùng 41, 41.5. Như vậy tuần tới xu hướng kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá đánh giá cái khả năng tích lũy của Vinhome ở quanh vùng 41. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị mất cái vùng 41 thì như vậy nó sẽ lùi lại một cái điểm sâu hơn ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, đó là khoảng quanh vùng 40 đến khoảng vùng 40.3. VIX đây trong tuần thì có dự báo là vùng cản kỹ thuật 44.5 và điểm cao hơn thì chúng ta có thể ngắm lên ở vùng 45. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là lên được khoảng vùng 44.8 thì như vậy là VIX cũng bắt đầu một cái hành trình chỉnh cung. Và khi chỉnh cung thì nó cứ lần lượt thôi. Đầu tiên là vùng 43.4 và vùng 43.4 bị thất bại trong phiên giao dịch ngày 12, chính là phiên ngày hôm nay. Thì như vậy nó sẽ lùi về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 42.6 đến khoảng vùng 42.8. Kết thúc phiên thì cổ phiếu VIX có một cái điểm có một cái lực phục hồi nhẹ đây. Có một cái lực phục hồi nhẹ. Với một cây nến có thể xem là một cây nến búa. Như vậy thì khả năng tuần tới xu hướng của VIX nó sẽ tiếp tục sideways tích lũy ở biên 42.6 đến khoảng vùng 42.8. Kỳ vọng tích lũy ở vùng này thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản kỹ thuật 44, 44.2 đến khoảng vùng 44.5. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp. Thì đối với nhóm ngành này thì với quan điểm cá nhân cũng lên năm 2024 thì nó vẫn là một cái sóng ngành khá hay và tích cực. Tuy nhiên là trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là các cái mã cổ phiếu đã chạm về đến những cái vùng cản kỹ thuật và hiện tại thì xu hướng của nhóm ngành này cũng đang trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó là quay trở về tích lũy chỉnh cung. Thì đối với KBC ở đây đúng không ạ? Vùng hỗ trợ kỹ thuật đây này, có phân tích vùng 31.6, 31.7 và cản trên của nó là vùng 32.5. Thì trong tuần về cơ bản là nó cũng đã đạt được đến cái vùng 32.5 trước khi mà nó định kéo lên vùng 33. Tuy nhiên là gì? Ở đây thì chúng ta bắt đầu thấy cái vùng cản đúng không ạ? Và bắt đầu phiên giao dịch ngày 9 thì như vậy là cổ phiếu KBC bắt đầu quay trở lại test cung chỉnh nền. Thì nó test cung chỉnh nền thì nó sẽ về điểm 1 đó là vùng 31.6 và ở đây chúng ta thấy rằng là phiên 10 và 11 đúng không ạ? Thì nó 2 ngày là nó tích lũy ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó bị mất ở vùng 31.6. Cây nến kết thúc phiên là một cây nến rút chân, tuy nhiên lực rút chân thì theo quan điểm của Hùng như thế này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Và cái thứ hai nữa là đường MACD, các anh chị để ý thấy là tín hiệu của đường MACD hiện tại đang cắm xuống và gần như tất cả các mã cổ phiếu thì đều có cái tín hiệu chung như vậy. Thế thì khi đường MACD mà đang hướng xuống như này thì cái khả năng mà cổ phiếu bật tăng hoặc là cổ phiếu phục hồi trong ngắn hạn nó sẽ chưa có, mà chủ yếu nó thiên hướng về chỉnh giảm và cố gắng tích lũy sideways để xây dựng một cái mặt bằng mới. Khả năng KBC ở trong tuần tới vùng 30.4, 30.6 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật. ITA có phân tích biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 6.4, 6.5. Trong tuần thì có phục hồi lên vùng 6.7, nhưng mà sau đó thì phiên ngày 11, ngày 2 thì nó lại bắt đầu quay trở lại xu hướng suy yếu. Đây là một cây nến kết thúc phiên và về cơ bản thì nó có rút chân, nhưng lực rút chân không ăn thua. Vùng 6.2 đến khoảng vùng 6.3 tuần tới sẽ tiếp tục là biên sideways của phiếu ITA, tiếp tục đánh giá ở vùng này. SSC ở sau chia thì cũng đã có phân tích rồi. Thứ nhất là về xu hướng kỹ thuật là nó sẽ quay trở về chỉnh cung lấp gáp, và đây cái điểm lấp đầu tiên là vùng 35.9 thì nó lấp ở trong phiên giao dịch ngày 10, và khi cái điểm này nó bị mất thì như vậy nó sẽ lấp về điểm thứ hai, đó là vùng 35, ở đây là vùng 34.5, 34.7 và đến vùng 35. Với thiên hướng kỹ thuật trong ngắn hạn như thế này, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 để đánh giá cái sự phục hồi. IDC thì cơ bản là vẫn đang khỏe hơn so với các mã cổ phiếu khác của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Trong tuần vừa qua thì IDC cũng đã hoàn thành cái target vùng 53 và hướng về vùng 54, thì nó lên được vùng 53.5 và bắt đầu có một cái sự chỉnh cung. Thì về cơ bản là cả thị trường nó chỉnh thì nó cũng một mình nó cũng khó để mà gọi là gì, nó tăng trưởng anh chị. Phiên ngày hôm nay nó test về vùng 52 có rút chân lên, nhưng khả năng tuần tới thì sẽ tiếp tục có một cái biên ở đây, đó là khoảng vùng 51.5, 51.7 đến vùng 52, tiếp tục đánh giá ở biên hỗ trợ kỹ thuật này. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật 53, xa hơn sẽ là vùng 54, bởi vì IDC hiện tại thì đang khá là ok. VGC, đây VGC vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 52 thì như ông đã có phân tích này, bản thân là trong tuần trước đúng không? Đấy, cái nến đóng tuần các anh chị, đây là chính là một cái điểm mà nó đóng đúng cái mút đến 52, nên Hùng mới bảo là gì, chúng ta cần cây nến giờ tiếp theo để chúng ta phân tích định lượng, và đây là những cây nến giờ tiếp theo. Thì như vậy là VGC có một cái lực phục hồi đó, và lực phục hồi nhẹ này thì nó lại đưa về cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 53.5 đến khoảng vùng 54. Thì về đây thì nó lại không đủ được cái động lực đi, và nó lại tiếp tục quay trở lại vùng 52 để nó test cung chỉnh nền. Ở trong phiên ngày hôm nay, cây nến kết thúc phiên là một cây nến thiên về gọi là xu hướng chỉnh giảm. Như vậy tuần tới khả năng thì nó sẽ tiếp tục quay trở về vùng 51 đến khoảng vùng 51.5. Sideway ở vùng này tích lũy và tích lũy chỉnh cung thành công. Đó, thì chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng 53 đến khoảng vùng 53.5. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép. Thì đối với giá thép, sau một cái giai đoạn nó có cái sự phục hồi thì tuần vừa qua nó đi ngang. Và đối với nhóm thép thì trong tuần cũng đã có những cái lực công ở các cái vùng cản ngắn, và đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản là gì? Nó chưa thể break được cái vùng cản ngắn này, và chúng ta sẽ lần lượt phân tích các cái mã cổ phiếu. HPG ở vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên chúng ta có nói đến ở trong bản tin tuần, đó là vùng 27.6 đến vùng 27.7, kỳ vọng tích lũy thành công vùng này. Thì như vậy là Hòa Phát sẽ tiếp tục công về vùng 28, 28.2, 28.3. Thì trong tuần về cơ bản là phiên giao dịch ngày thứ hai thì cổ phiếu đã đạt được đến cái vùng 28.2 cộng, và kể từ đó thì cổ phiếu bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung. Thì quá trình chỉnh cung thì đầu tiên nó sẽ về 27.4 và điểm thứ hai nó về 27.2. Đó, từ 27.2 này có phục hồi, tuy nhiên cũng chưa có cái lực đủ lớn, và phiên kết tuần thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu thấy cái sự suy yếu quay trở lại của cổ phiếu. Với xu hướng này thì tuần tới có thể là cổ phiếu này sẽ tiếp tục quay trở về vùng 27, hoặc thậm chí là có thể nó có cái sự rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 26.85 đến khoảng quanh vùng 27 đây, tức là nó sẽ có cái sự lắc ở đây. Và tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá cái sự tích lũy của cổ phiếu. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu lực long. NKG trong tuần có cản kỹ thuật vùng 24.4 và nó cũng chỉ đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 8 thôi, và kể từ đó thì cổ phiếu bắt đầu có cái sự chỉnh cung. Thì nó chỉnh bước 1 là nó sẽ chỉnh về vùng 23.5, và vùng 23.5 bị thất bại thì nó sẽ đi về vùng 22.8 đến khoảng vùng 23. Hiện tại thì Nam Kim đã có nhịp long thứ nhất và bắt đầu có cái nhịp test cung chỉnh nền lần thứ hai. Thì cả tháng tuần tới với cách đi của Nam Kim như thế này thì vùng 23 đến khoảng vùng 23.2 sẽ là biên tích lũy thành công, thì vượt thoát lại vùng 23.8 đến khoảng vùng 24. Khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích xu hướng. Cổ phiếu Hoa Sen thì như đã có phân tích nối tiếp trong các bản tin tuần trước đây, thì như vậy là Hoa Sen sẽ có xu hướng chỉnh cung về quanh vùng 22.2. Đấy là điểm chỉnh cung thứ nhất. Điểm chỉnh cung thứ hai thì có thể quay trở về ở khoảng quanh vùng 21.8. Thì đầu tiên đây, phiên giao dịch ngày 8 thì nó chỉnh về vùng chỉnh cung thứ nhất, và phiên giao dịch ngày 9 thì nó bắt đầu về vùng chỉnh cung thứ hai. Tại đây cổ phiếu không có cái sự phục hồi và nó tiếp tục sẽ rơi về ở vùng 21.2, 21.4 và 21.5. Thì đối với HSG thì nó cũng đã có hình thành được một cái nhịp long thứ nhất và nhịp test cung thứ hai ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, chạm vùng 21.4, 21.5 thì có một cái lực rút chân. Như vậy tuần tới với cách vận hành như thế này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là Hoa Sen sẽ tích lũy thành công ở khoảng vùng 21.4 đến 21.5. Có thể có điểm nhúi ở trên góc độ kỹ thuật nến M5 ở vùng 21.2, và tại đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Sen, kỳ vọng tích lũy thành công. Tiếp tục đẩy lại vùng 22.2 đến khoảng vùng 2.4. VGS có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 20, đây là vùng 22.5 đến vùng 22.7, và kỳ vọng sẽ đánh lại ở khoảng vùng 23.5. Tuy nhiên trong tuần thì nó cũng chỉ lên được khoảng quanh vùng 22.3 thôi, và nó bắt đầu chỉnh cung. Thì sau khi mà nó bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 22.5 thì như vậy là nó phải lùi lại ở vùng 21.7 đến khoảng vùng 22. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày 12 thì về các bạn nó có lực long, nhưng mà cây đến kết thúc phiên thì như vậy là nó lại phá vỡ hết cái nỗ lực phục hồi trước đó của VGS. Như vậy thì sang tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chỉnh cung của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 21.5. Đó, khoảng vùng 21.5, 21.6 ở đây, và cơ bản là phải tích lũy thành công. Đó, thì như vậy là tuần tới thì chúng ta về cơ bản là các mã cổ phiếu dự kiến chỉnh cung ở vùng hỗ trợ mục tiêu. Còn tại vùng hỗ trợ đó nó có tích lũy thành công hay không thì chúng ta cần phải thêm tín hiệu nến để chúng ta xây. Ở cổ phiếu TLH, sau khi mà đạt được cái vùng target kỹ thuật ở vùng 8.5 trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 1 thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu chỉnh cung. Thì về cơ bản như vậy thôi, đầu tiên nó sẽ chỉnh về vùng 8.25, 8.25 mà thất bại thì nó chỉnh về 8.15, và hiện tại thì như vậy kết tuần thì nó về đến vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 7.95 đến vùng 8. Với góc độ kết nến như thế này thì như vậy tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Tích lũy thành công thì như vậy là sẽ hướng về lại khoảng vùng 8.15 đến vùng 8.2. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công. Thì hiện tại nhóm ngành này cũng đang về cái xu hướng chủ đạo của thị trường, là nó cũng đang chỉnh cung trong tuần vừa qua. Tuần vừa qua có nhịp long và có nhịp chỉnh cung. Cổ phiếu KSB vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 28 và vùng cản mục tiêu ở vùng 30, 30.5 thì phiên giao dịch ngày 8 là đã đạt được đến vùng 30. Và kể từ đó thì cổ phiếu bắt đầu quay trở về vùng chỉnh cung mục tiêu, và phiên ngày hôm nay thì đã chạm vùng 28 có sự rút chân. Tuy nhiên cái điểm rút chân này thì đánh giá rằng chưa thể là gọi là đánh giá cái sự phục hồi của cổ phiếu, bởi vì tín hiệu đường MACD nó đang hướng đỏ và đang cắm xuống. Đó, thì như vậy tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá vùng 28. Trong trường hợp nếu cổ phiếu thất bại vùng 28 thì chúng ta sẽ hướng về vùng 27 đến khoảng vùng 27.2. Cổ phiếu PLC trong tuần thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật 32.6 đến khoảng vùng 33, thì như vậy lên được vùng 32.6 thôi, và bắt đầu PLC thì cũng quay trở về chỉnh cung. Thì lần lượt thôi, điểm chỉnh cung tiếp theo sẽ là vùng 31.6, 31.6 nó bị thất bại thì nó sẽ về ở khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.2. Cây nến kết thúc phiên ở đây là một cây nến hammer đỏ đặc và nó bị mất vùng 31, như vậy khả năng tuần tới thì biên 30.4, biên 30.4 đến khoảng vùng 30.6. PLC sẽ quay trở về vùng hỗ trợ kỹ thuật này để tiếp tục đánh giá. VCG ở trong tuần chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ 24.6 với mục tiêu tích lũy thành công vùng này sẽ hướng về vùng cản 25.4 đến khoảng vùng 25.5, và trong tuần thì nó đi được khoảng về vùng 25.3 và bắt đầu nó quay trở về chỉnh cung tích lũy ở vùng 24.6. Và khi vùng 24.6 bị thất bại và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản ở đây có cái vùng hỗ trợ 23.7 đến khoảng vùng 23.8 thì nó cũng đang bị mất này. Đó, nên là tuần tới sẽ dự báo là sẽ về khoảng vùng 23.2 đến khoảng vùng 23.4, tích lũy thành công ở vùng này thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái xu hướng lên của VCG. cổ phiếu FCN trong tuần thì cũng đạt được cái target mục tiêu ở vùng 14.8 đến vùng 15 và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu quay trở về chỉnh cung lắp gáp. Điểm chỉnh cung thứ nhất là vùng 14.5 chúng ta có phân tích ở trên bản tin tuần. Và về cơ bản trong phiên giao dịch ngày 12 thì như vậy là FCN bị thất bại ở vùng 14.5 với một cây nến kết thúc phiên. FCN bị mất luôn ở vùng 14.2, như vậy thì tuần tới sẽ về vùng 14 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 13.7. 13.7 đến khoảng vùng 13.8. Cổ phiếu LCG thì nhìn chung ở trong tuần vừa qua cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến. Chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở vùng 12.3, 12.4 ở đây thì như vậy là lên được đến vùng 12.4 thì cổ phiếu bắt đầu nó chỉnh cung, chỉnh nhịp một thì nó sẽ về quanh 12 và khi điểm 12 này bị thất bại thì khả năng cao là nó sẽ đi về ở đây là vùng 11.7 đến khoảng vùng 11.8. Phiên ngày hôm nay chạm 11.8 có rút chân lên, tuy nhiên điểm rút chân này thì nó cũng chưa thuyết phục và xu hướng sẽ tiếp tục sideways ở biên 11.7 đến 11.8 để tiếp tục đánh giá. C4G, đây C4G trong tuần có vùng 12, 12.2 là vùng cản kỹ thuật và cơ bản thì nó lùi thôi, lùi lại ở vùng đây, vùng 11.4, 11.5, khả năng tuần tới sẽ ở biên này. HHV cản kỹ thuật 16.3, 16.4 và trong tuần thì phiên giao dịch ngày 8 đạt được đến vùng cản này. Không đủ động lực để bứt lên ở vùng 17 nên là bắt đầu nó quay lại chỉnh cung, điểm chỉnh 1 ở vùng 15.8. Thất bại ở vùng 15.8 thì nó có xu hướng ở vùng 15 đến khoảng vùng 15.2. Với cách đi như thế này, tín hiệu đường MACD đang đi xuống, như vậy vùng 15 đến khoảng vùng 15.2 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta tiếp tục đánh giá ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Thì về cơ bản trong tuần vừa qua, nhóm ngành này cũng không hút được dòng tiền lớn và chỉnh cung. Về cơ bản là xu hướng chủ đạo của nhóm ngành này trong tuần vừa qua là chỉnh cung. Sell ở đây thì chúng ta đã phân tích một cái vùng nén khá là dài của cổ phiếu này ở vùng 22, 2.3, 2.5. Trong tuần thì lên được vùng 23.5 hướng về vùng kỹ thuật 24, tuy nhiên không đạt được và sau đó thì cổ phiếu tiếp tục hành trình quay trở về test cung. Đó, nó test về vùng 23.5, sau đó test về vùng 22.3 rồi lùi về vùng 22 và trong cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa ở vùng 22, tức là nó đóng cửa đúng cái vùng hỗ trợ. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy rằng tín hiệu đường MACD thì nó đang có một cái xu hướng khá là xấu nên khả năng tuần tới nó sẽ lùi lại. Có khi là nó sẽ phải lùi lại ở khoảng quanh biên 21.3 đến khoảng vùng 21.5. HDG thì nó đang liên quan đến cái câu chuyện mà như Hùng có nói ấy, nó liên quan đến các cái câu chuyện cơ bản và trong tuần vừa qua có điểm phục hồi. Tuy nhiên là cái điểm mà quay trở về mà kiểm tra lại vùng 26.5 nó bị thất bại. Vùng 26.5 bị thất bại thì nó về vùng 26 và xu hướng chủ đạo của HDG thì hiện tại là xu hướng chỉnh cung là chủ đạo. Thì tuần tới sẽ là vùng 24.5, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 24. Tạm thời thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm xu hướng cổ phiếu tại vùng hỗ trợ này. HDC dự kiến tích lũy ở khoảng quanh vùng đây này, dự kiến tích lũy ở khoảng quanh vùng 32.8. Mục tiêu thì tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật ở vùng 33.5 và trong tuần vừa qua thì nó vượt được vùng 33.5. Tuy nhiên là qua cái cây nến đó thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục có một cái lực chỉnh cung về vùng 32 và khi cổ phiếu bị thất bại vùng 32 thì nó sẽ về vùng 31.9 đến khoảng vùng đây, về vùng 32.5, sau đó nó về vùng 31.9 đến vùng 32. Và tại đây thì trong phiên giao dịch ngày 12 thì cổ phiếu bị gap rơi ở đây các anh chị, gap rơi ở đây. Và cây nến kết thúc phiên với một cái lực bán tương đối là mạnh và tín hiệu đường MACD tiếp tục đỏ và tiếp tục cắm xuống. Như vậy thì xu hướng chủ đạo cổ phiếu vẫn đang là xu hướng chỉnh cung. Tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 đối với HDC. Nam Long thì cơ bản cũng đang có cái sự tích cực hơn so với so với các cái mã cổ phiếu khác. Đây. Thì trong tuần nhé, trong tuần thì chúng ta có vùng cản cái tuần 38 này và hướng lên vùng 38.5 và break được vùng 38.5 thì như vậy hướng lên vùng 39 nhưng mà chỉ lên được vùng 38.5 thôi. Thì đó là cổ phiếu chỉnh cung và lần lượt chúng ta các cái điểm chỉnh cung, đó điểm vùng 377.1 này. Trong phiên ngày hôm nay thì như vậy nó bị mất cái vùng 37, mất vùng 37 nên là nó sẽ phải lùi xuống vùng 36.4. Và đây cũng đang có những cái tín hiệu là vùng 36.4 nó bị mất nên là tuần tới mặc dù đây là có một cái nến rút chân lên, tuy nhiên là khả năng tuần tới thì vùng 36, 36.2, 36.4 cố gắng cổ phiếu sideways ở tích lũy vùng này, tích lũy thành công thì khi đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu xây cái lực đi lên. Đạt Phương cũng chưa ổn lắm, đúng không? Trong tuần vừa qua thì Đạt Phương hướng về vùng cản cái thuật 40, 41 về cơ bản là đạt được cái target này. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là sau khi mà đạt được cái target thì nó quay trở về, nó chỉnh cung, đó mà nó chỉnh ở vùng đây là điểm 40 này, vùng 40 thất bại thì nó sẽ về vùng 39 này, 39 hỏng ăn thì nó sẽ về ở vùng 38.8, 38.8 đến vùng 39 và vùng này cũng chưa được. Và cây đến kết thúc phiên thì như vậy là chúng ta tiếp tục có một cái lực chỉnh giảm khá là mạnh. Do đó thì tuần tới Đạt Phương sẽ tiếp tục quay trở về ở khoảng quanh vùng 38 đến khoảng vùng 38.3. Tiếp tục đánh giá xu hướng tích lũy chỉnh nền của cổ phiếu này. KDH ở trong tuần có lực phục hồi và đây nó chạm về cái vùng cản kỹ thuật 31.4, 31.5 và nó không thể bứt thoát qua được và bắt đầu nó có một cái lực rơi. Thì lực rơi nó bị mất ở vùng 30.8 thì thường thường là khi cái hỗ trợ kỹ thuật cao mà nó bị mất thì nó sẽ về vùng hỗ trợ 2. Hỗ trợ 2 là vùng 30 và cái điểm 30 ở đây các anh chị nhìn thấy là khi về đến 30 thì cổ phiếu bắt đầu dừng, bắt đầu có cái ngập ngừng đi ngang, đúng không ạ? Nó tích lũy mà. Nhưng mà với cái tín hiệu của phiên giao dịch ngày hôm nay tức là vùng 30 của nó cũng tích lũy chưa thành công nên chính vì vậy tuần tới khả năng ở vùng 29.5, 29.5, 29.6, 29.7 đó là ba cái biên giá mà khả năng KDH sẽ tiếp tục quay trở về đây và tiếp tục đánh giá cái xu hướng của cổ phiếu tích lũy. DG là một mã cổ phiếu khỏe của nhóm ngành bất động sản dân cư và tuần vừa qua thì nó cũng không chịu nổi nhiệt. Lên được vùng 27.5 đến vùng 28 và bắt đầu nó về chỉnh cung, nó chỉnh về điểm 27, 27 cũng thất bại thì nó chỉnh về vùng 26.4 và phiên ngày hôm nay thì có khả năng là cái phiên biên hỗ trợ kỹ thuật 26.4 này cũng đang có cái thiên hướng là gì? Nó bị mất. Nên là tuần tới thì sẽ DG sẽ lùi lại vùng 25.8 đến vùng 26 này. Hoặc điểm sâu hơn có thể sẽ phải về đến khoảng quanh vùng 25.5. Đó thì chúng ta cứ từ từ thôi và chúng ta sẽ phải quan sát thêm cái xu hướng để chúng ta đánh giá mức độ phục hồi. Novaland quanh vùng 16.7, 16.8 và phiên ngày hôm nay, phiên ngày 12 thì bị bán khá là rát, lùi về tận sát 16, rút lên vùng 16.3. Và tuần tới khả năng vùng 16 đến khoảng vùng 16.2, 16.3 tiếp tục sideways tích lũy chỉnh cung và chờ đợi cái lực cầu được vào ở đây và khi đó thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Đất Xanh cũng bị bán mạnh từ vùng 20. Trong tuần vừa qua thì Đất Xanh cũng đã có một cái lực đánh khá là tích cực lên đến cái vùng cản kỹ thuật vùng 20, 20.2 và về đến đây thì như vậy lực cầu không đủ lớn. Thì như vậy Đất Xanh quay trở về vùng 19.15 đến vùng 19.2 có sự phục hồi. Đó, nhưng mà đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là cái sự phục hồi đó nó bị phá vỡ ở vùng 18.8 mặc dù đóng phiên thì nó có kéo lên được vùng 18.8. Tuy nhiên khả năng tuần tới thì cũng đánh giá rằng là vùng 18.4, 18.6 sẽ tiếp tục sideways chỉnh cung tích lũy ở quanh vùng này và nó phải có cái sự bẻ chiều, ví dụ tín hiệu đường MACD các anh chị cứ để ý mà xem cái cách vận hành nó như này, ví dụ như nó đang đỏ nhé, đó rồi nó phải hơi uốn lượn một tí rồi sau đó nó gì nó lượn lên và nó phải khi nào mà cái tín hiệu đường MACD mà nó bắt đầu nó lượn lên rồi sau đó nó chuyển xanh, đó chuyển từ cái pha đỏ sang pha xanh thì đấy sẽ là cái thời điểm mà cổ phiếu Đất Xanh sẽ quay trở về cái sự phục hồi. Và khi quay về sự phục hồi như vậy thì chúng ta cân thôi. Đó. PDR vùng cản kỹ thuật mục tiêu vùng 29, suy soát đạt 29 và bắt đầu từ kể từ đó thì nó lại chỉnh cung quay trở lại. Thì vùng chỉnh cũng mục tiêu đầu tiên là vùng 27.5. Về cơ bản thì phiên các cái phiên đầu tuần thì nó chỉnh khá là thành công, thậm chí phiên ngày hôm nay vẫn lấy được vùng 27.6. Mặc dù có thời điểm là nó rút về vùng 27. Đó, thì như vậy tuần tới khả năng là vùng 27, 27.3, 27.5 sẽ tiếp tục sideways, và kỳ vọng với em này thì như vậy thôi. Và tích lũy thành công thì chúng ta lại vùng 28.5, vùng 29. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành dầu khí. Và đối với nhóm ngành dầu khí thì các anh chị bám sát thêm cái xu hướng kỹ thuật của giá dầu WTI, xem đến thời điểm hiện tại thì WTI cơ bản là có vùng hỗ trợ kỹ thuật 69 đến khoảng vùng 70, và nó đã test đáy lần thứ hai, và có thể là nó sẽ tiếp tục công về vùng 75 và hướng lên cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 82. Thì đối với PLX này, trong tuần Hùng có phân tích vùng cản kỹ thuật 35.5, và các anh chị để ý thấy là lần thứ nhất thì nó chạm vùng cản kỹ thuật này ở phiên giao dịch ngày 8, chạm vùng cản, và sau đó thì nó tiếp tục quay trở về test cung chỉnh nền ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 34.8, rồi nó lại long vùng 2. Và trong phiên ngày hôm nay nó lại tiếp tục quay trở về chỉnh cung tích lũy, nó ở quanh vùng 34.8. Như vậy tuần tới có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật về cách đánh như này, một là nó sẽ về ở vùng 34.6 này, hoặc hai thì nó loanh quanh ở vùng 34.6 đến khoảng vùng 34.4. Các anh chị cầm PLX thì chúng ta cứ lướt lát thôi, và sau đó thì chúng ta có thể cân ở vùng này và lên đến vùng cản kỹ thuật, ví dụ ở quanh vùng 35.4, 35.5, 35.6, thì như vậy là chúng ta có thể lướt ra. Cổ phiếu PVS dự kiến tích lũy ở vùng 38 và hướng lại vùng 39 đến khoảng vùng 39.5. Tuy nhiên là lên được đến vùng 38.5 thì cổ phiếu bị thất bại vùng này, và kể từ đó thì nó sẽ về vùng hỗ trợ kỹ thuật 37.7, và khi vùng 37.7 bị mất thì nó sẽ phải lùi lại vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 36.5. Thì tại vùng 36.5 cổ phiếu này có sự phục hồi, tuy nhiên là phiên ngày hôm nay thì nó lại trả gáp rồi. Như vậy thì tuần tới thôi, cái cách vận hành như vậy, tiếp tục chỉnh về vùng 36.5, và tại đây thì sẽ đánh giá xem tại đó thì cổ phiếu sẽ tích lũy như thế nào. PVD cũng như vậy, dự kiến PVD sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.7 đến khoảng vùng 27.8. Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá lực hồi. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 8 thì chúng ta thấy rằng là cây đến giờ thứ tư thì như vậy là nó đã bị thất bại ở vùng 27.7, và khi vùng này mà bị mất thì như vậy là cứ hạ dần thôi. Và đến thời điểm hiện tại trong phiên kết tuần thì chúng thấy rằng ở vùng 26.5 đến khoảng vùng 26.6 là hiện tại là cổ phiếu PVD đang có xu hướng sideways. Đó, và lên được đến vùng 27.3 thì nó lại bắt đầu chỉnh cung trở lại. Như vậy tuần tới ở vùng 26.5, 26.6 tiếp tục đánh giá khả năng phục hồi. Đối với BSR, chúng ta có phân tích ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở khoảng quanh vùng 18, 18.1, vùng 18.2, và biên cản trên của cổ phiếu sẽ ở khoảng vùng 19, 19.1, 19.2. Thì thôi tạm thời các anh chị cố gắng lướt lát ngắn ở trong cái biên này thôi, chứ còn bây giờ mà để chờ một target dài đối với BSR thì hiện tại là cũng chưa có nhìn thấy. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng, đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì về cơ bản nhóm ngành này cũng là một cái nhóm ngành rất là quan trọng về bản chất. Ở các tuần trước đó thì nó đã có cái sự tăng trưởng để giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta bứt được qua những cái vùng cản tâm lý, ví dụ vùng 1130, 1160 là nhờ công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán. Và trong tuần vừa qua thì cũng có thời điểm là nhóm ngành này tăng và giảm, có cái sự tăng giảm đan xen lẫn nhau. Và với góc độ view tuần của nhóm ngành chứng khoán thì Hùng kỳ vọng là gì khi mà nhóm ngành banh nó đạt được về đến những cái target và về đến những cái vùng cản mắc thì như vậy nhóm banh nó sẽ sideways đi ngang ở vùng cản, thì như vậy là dòng tiền nó phải kích hoạt sang một cái nhóm ngành khác, và có thể là nhóm ngành chứng khoán, đầu tư công, bất động sản dân cư và nhóm cổ phiếu trụ. Đó là bốn cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ kỳ vọng về cái sự luân chuyển dòng tiền. Cổ phiếu VCI đây hỗ trợ cái tuần ở vùng 42, 42.3, và dự báo thì nó sẽ cong lên vùng 43 và mắc lên thì sẽ ở vùng 43.5 đến khoảng vùng 44. Trong tuần lên được vùng 43 cộng và nó quay trở về chỉnh cung. 3 phiên là như vậy. VCI có điểm chỉnh cung ở vùng 41.6, 41.7 đây. Tức là về 41.7 lại long lên, chạm 41.7 lại long và lại sọc về 41.7. Chính vậy nên tuần tới ở vùng 41.5 đến khoảng vùng 41.7 là chúng ta sẽ dự báo là gì? Cổ phiếu này sẽ tiếp tục có những cái điểm chỉnh cung về đây và kỳ vọng tích lũy thành công. Thì như vậy là chúng ta lại tạm thời chúng ta phải đánh giá ở trong một cái biên ngắn đã các anh chị, và sau đó thì sẽ tiếp tục dự báo lên những cái target cao hơn. SSI trong tuần thì đây về cơ bản là cái vùng cản kỹ thuật của nó vùng 34 và cũng có dính dáng lên được đến vùng 34.5, bám biên ở vùng 34. Thì ở đây là có 2 phiên 3 phiên cũng như vậy thôi, vùng 33.5, 33.3 đến 33.5. Có chỉnh cung, có long lên rồi lại quay trở về chỉnh cung và có rút chân lên. Như vậy tuần tới ở đây kỳ vọng ở vùng 33.3, 33.5 tiếp tục lũy thành công và mục tiêu thì như vậy thôi, ở khoảng quanh vùng 34.5. HCM sau khi chia thì Nhung đã có phân tích ở đây này, có cái cản 25.5 thì nó sẽ có xu hướng lấp gáp và các anh chị để ý thấy là bắt đầu kể từ phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024 thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó đi về lấp trở lại. Đó, và cái biên lấp đầu tiên thì chúng ta phân tích rồi, vùng 24.2, 24.5 và chúng ta nhìn thấy là trong tuần vừa qua thì về cơ bản nó cũng tiếp tục sideways đi ngang ở trong biên này. Biên lấp thứ hai thì có thể là vùng 23.5, vậy tuần tới sẽ là vùng 24 và điểm chỉnh cũng sâu hơn sẽ là vùng 23. Tích lũy thành công ở vùng này thì sẽ tiếp tục phân tích sóng lên đến cản 25.5. Ở cổ phiếu VND hơi đuối nhỉ, không qua được cái vùng 24.4, tức là lên được cái vùng 22.6 đây, và sau đó nó lại quay trở lại trong tuần này, nó lại mất vùng 21.9 khoảng vùng 22. Biên ngày hôm nay là biên rút khá sâu về vùng 21.6, có điểm rút chân lên. Như vậy tuần tới cái biên mà cổ phiếu này có thể tiếp tục quay trở về chỉnh cung tích lũy, đó là biên 21.4, 21.5, 21.6. STS là một mã cổ phiếu khá là nhạy về T cộng. Đấy, trong tuần thì nó đạt lên được đến cái vùng target mục tiêu ở quanh vùng 41.5 đến khoảng vùng 45 và kể từ đây thì nó cũng bắt đầu nó có nhịp chỉnh cung. Đây bắt đầu tín hiệu đường MACD bắt đầu có tín hiệu chỉnh đỏ. Tuần tới 43.5, 43.3 đến khoảng vùng 43, đây là biên hỗ trợ của STS. SSS ở trong thời điểm ngắn hạn có vùng hỗ trợ kỹ thuật như chúng ta có phân tích ở đây, đó là vùng 18, 18.2 đến khoảng vùng 18.3 và cản kỹ thuật trên thì ở khoảng vùng 19.4 đến khoảng vùng 19.5. Trong tuần vừa qua thì phiên mùng 8 thì có điểm tăng. Tuy nhiên về cơ bản sau đó thì SSS cũng không có nhiều động lực khi mà tín hiệu đường MACD vẫn đang là một cái tín hiệu mang đậm cái màu sắc, đó là màu sắc chỉnh giảm đó các anh chị. Khi mà tín hiệu đường MAC cắm xuống như thế này thì cổ phiếu khó lòng mà tăng mạnh, nó chỉ có chỉnh giảm hoặc là nó chỉ sideways thôi. Thì tuần tới ở đây sẽ tiếp tục vùng 18.3 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 18. Tạm thời thì chúng ta sẽ đánh giá ở hai biên này ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới để tiếp tục lựa xu hướng. VIX trong tuần có lực đánh lên nhưng rồi phiên kết tuần thì nó cũng chịu cái áp lực chỉnh giảm chung của cả thị trường nên là nó lại vùn lùi về hỗ trợ thôi. Đây, tuần vừa qua 17.4, 17.5. Đây, phiên ngày 5 đúng không ạ? Đây là hỗ trợ thì nó đánh lên và bắt đầu phiên ngày 10 thì nó test hỗ trợ và nó đánh lên tập 2. Và đến phiên ngày hôm nay hơi đuối. Cái nến này là nó lấp hết cái nỗ lực trước đó nên là tuần tới vùng 16.8, 16.7, 16.6. Ba biên hỗ trợ này sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu VX. AGR ở trong tuần đạt lên được cái target kỹ thuật 17. Đồng thời biên hỗ trợ kỹ thuật của nó vùng 16, 10, 16, 2, 16.3 thì vẫn đang giữ khá là tích cực. Có một nhịp long, một nhịp xả, một nhịp long và tiếp tục có một nhịp xả như vậy vùng 16.4, tuần tới vùng 16.4, 16.5 khả năng sẽ tích lũy thành công ở đây và sẽ hướng lại vùng 17 đến khoảng vùng 17.2. Cổ phiếu VDS cũng là một mã cổ phiếu có cái tính tạo lập khá là hay. Ở đây thì chúng ta phân tích vùng hỗ trợ 17.15 và cản trên sẽ là vùng 7.8. Trong tuần thì nó lên được đến cái vùng cản đây các anh chị, bên này và bên này, nói chung nó khá là tương đồng ở đây, tức là khoảng vùng 17.7 đến vùng 7.8. Không đủ động lực đi qua thì như vậy là sẽ chỉnh về cung về khoảng quanh vùng 16.9 đến vùng 7, cây nến kết thúc phiên này. Chính là một cây nến đỏ nên là tuần tới khả năng ở vùng 16.6. Trong trường hợp nếu như nó tích lũy ở vùng 16.6 mà nó không thành công thì nó phải lùi cái điểm khá là sâu hơn, đó là khoảng quanh vùng 16.2. Thì tại đây, tại vùng 16.6 thì chúng ta sẽ phân tích và chúng ta đánh giá về mặt xu hướng. Còn tín hiệu đường MACD thì nó đang đỏ như thế này thì cũng là gì ạ? Khó để mà cổ phiếu tăng trưởng. nó cần phải chuyển pha. Đó, ví dụ như là cổ phiếu ORS cũng như vậy này. Đó, tuần vừa qua nó đạt ở vùng 18 nhá. Và sau đó thì nó lần thứ hai nó công 18 này, đồng thời nó test lại điểm 17.4. Đó, thì về cơ bản ở đây này, 17.4 là các cái tuần trước là chúng ta có phân tích vùng cản này, thì bây giờ nó hiện tại nó đang test thành công ở vùng 17.4, nhưng mà khả năng thăng tuần tới thì cũng đánh giá rằng là nó sẽ phải quay trở về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là ở khoảng quanh vùng 17 đến khoảng vùng 7.2. Đây là vùng hỗ trợ tuần của cổ phiếu ORS. Cổ phiếu MBS ở trong tuần thì chúng ta cũng không có gì cả, nó rang hai vòng thôi. Hỗ trợ cái tuần vùng 2.5 và cản trên là vùng 23.5 thì nhịp thứ nhất long, sau nhịp thứ hai sọt và chạm 2.5 thì nó lại tiếp tục long về vùng 23.5, và ở đây thì khả năng là đang có những cây nến suy yếu. Như vậy thì tuần tới khả năng vùng 2.5 2.7 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật, và mục tiêu thì vẫn như vậy thôi, vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 trong ngắn hạn. Ở cổ phiếu CTS khá đẹp, vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.8 và target mục tiêu ở vùng 29, thì như vậy là về được đến tận vùng 29.6. 29.6 thì nó live buy ở đây, nó có test lại rồi long lên, nói chung quanh vùng 29.5 29.6. Thì với cái điểm kết thúc tuần như này thì khả năng tuần tới sẽ là khoảng vùng 28, điểm sâu hơn sẽ là vùng 27.8, tức là 27.8 đến vùng 28 sẽ tiếp tục là hỗ trợ, có thể là nó sẽ test về ở đây. Và kỳ vọng ở đây thì nó lại tiếp tục long, và cái điểm long thì như vậy là chúng ta lại ngắm lại vùng 29.4, 29.5, 29.6. Ở đây vùng cản nhỏ nhỏ, và với các anh chị em mà chúng ta cầm mà chúng ta lướt T0 thì tại hỗ trợ này chúng ta canh gom, và tại cái vùng cản kỹ thuật này thì như vậy chúng ta có thể canh bán ra. Rồi, như vậy thì về cơ bản các danh mục tuần thì Hùng sẽ dừng tại đây, và Hùng sẽ nói qua thêm một chút về nhóm banh. Thì trong cái thời gian vừa qua, nhóm banh là một trong những cái trụ lực hết sức là quan trọng của thị trường, và chúng ta thấy rằng từ Vietcombank, BIDV, Công Thương, VPBank, MBB, rồi Techcombank, STB, TPBank, SHB, đó là những cái nhân tố kỹ thuật mà đã giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta có thể gọi là trụ vững đi, trụ vững đến thời điểm hiện tại, trụ vững đến thời điểm hiện tại ở cái góc độ đó là ở cái biên ở khoảng vùng 1455 đến khoảng vùng 160. Đó chính là nhờ cái công rất lớn của nhóm banh. Thế thì như đầu bản tin thì Hùng đã có phân tích rồi, và bản thân thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái kịch bản, gọi là kịch bản để chỉ số VN Index bứt thoát được vùng 1160, 1165. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là có cái kịch bản này thì Hùng đã có phân tích rồi, trong bản tin ngày hôm qua đã có phân tích rồi. Chỉ số VN Index khả năng nó sẽ có một cái lực kéo lên đến khoảng quanh vùng 1170, và cây nến của phiên giao dịch ngày hôm qua chính là cái điểm này. Sau khi nó về đến vùng 1170 rồi thì nó sẽ xuất hiện một phiên rũ về đến vùng 1148, và tại phiên rũ này thì nó phải đáp ứng được các tiêu chí về mặt kỹ thuật. Các tiêu chí về mặt kỹ thuật, Hùng đã vẽ một cây nến mô phỏng các tiêu chí về mặt kỹ thuật của cây nến này. Đó là gì? Râu nến dưới thì có thể sẽ test về ở khoảng quanh vùng 1148, và cây nến ngày hôm nay thì râu nến dưới là test về vùng 1147. Đó, 1147. Và cái điểm đóng nến của cây nến này nó phải là một cây nến búa màu xanh. Phải là một cây nến búa màu xanh. Tuy nhiên, cây nến ngày hôm nay thì nó lại bị lệch màu. Các anh chị để ý đây. Đây anh chị nhá, đây. Cây nến này là một cái cây nến trong kỹ thuật là một cây nến rũ rất là đẹp. Rất là đẹp đây. Và cái cây nến này ngày hôm nay mà nó đổi thành cái tông màu một tí, thành cái màu xanh như thế này thì lạt. Nhưng mà cái cây nến này phiên ngày hôm nay tông của nó lại tông màu đỏ nên nó không đạt. Đó. Vậy thì cái kịch bản mình đã đưa ra đó là gì? Sẽ có một phiên rũ và rút chân lên. Và cái điểm rút chân này nó phải rút chân bất chấp, và nó phải rút chân mạnh mẽ, và cây nến kết thúc phiên nó phải là cây nến xanh. Tuy nhiên cây nến này thì hơi đuối. Đó, các anh chị nhé, cây nến này thì hơi đuối. Vậy thì cái cây nến này nó sẽ có cái sự tương đồng với cây nến ở bên này này. Các anh chị nhé. Đó. Cây nến này nó sẽ có cái sự tương đồng ở đây. Đây cũng là một cái hành trình mà chỉ số VN Index của chúng ta công vùng cản kỹ thuật và rũ này, rút chân lên. Tuy nhiên cái điểm rút chân này thì nó không thực sự là gì? Nó không thực sự là quyết liệt, nó không thực sự rát rao. Và nó là một cây nến búa đỏ. Đó, nó là một cây nến búa đỏ, và đặc biệt là trước nó lại là một cây nến doji. Trước nó là một cây nến doji. Cho nên các anh chị lưu ý là ba cây nến liền sau đó. Ba cây nến liền sau đó, tức là cây nến của phiên giao dịch đấy các anh chị nhá. Đây. Ba cây nến liền sau đó. Thì như vậy là chúng ta cũng sẽ tiếp tục có 3 cây nến liền sau đó của phiên giao dịch ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Đây gần như là ba cây nến hết sức là quan trọng để chúng ta đánh giá xem cái động lực đi của thị trường ở đây. Đó, cái động lực đi của thị trường ở đây rất là quan trọng anh chị nhá. Đó, xem là nó bứt được cái vùng 165 không? Nó bứt được vùng 170 không? Trong trường hợp nếu nó bứt được thì nó là cái sự tích cực. Nhưng trong trường hợp nếu nó không bứt được và nó xuất hiện những liên tục những cây nến doji, các anh chị, liên tục những cây nến doji, nó bứt, nó chỉ đi xa trong cái biên hẹp này, xa trong biên hẹp này. Đó, vậy thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà theo cá nhân Hùng Lê thì rất có thể là chỉ số VN Index của chúng ta sẽ đi theo kịch bản, là nó bị mất cái vùng 148. Và đi theo kịch bản mất ở vùng 148 rồi á, thì như vậy rất có thể là chỉ số VN Index phải lùi về ở khoảng quanh vùng 1120 đến khoảng quanh vùng 1125. Thì tại đây thì cơ duyên hoặc là mọi cái sự định lượng về mọi cái sự phục hồi thì lúc đó khả năng thì chúng ta mới bắt đầu mới phân tích được ở đây. Chứ còn nếu như khi mà cái yếu tố kỹ thuật mà nó bị mất ở vùng 148 rồi thì như vậy là cũng khá là căng, nên là cái câu chuyện ở tuần giao dịch tiếp theo thì như vậy là các anh chị hết sức lưu ý đến những cái sự động thái, đến những cái cách tạo lập của chỉ số VN Index ở quanh vùng 1155 đến vùng 1160, và anh chị em đặc biệt lưu tâm đến những cái điểm mà Hùng Lê vừa chỉ ra đây, cái sự tương đồng, đó là những cái sự tương đồng rất quan trọng. Đó là những cái sự tương đồng rất là quan trọng và chúng ta chỉ cần tập trung để chúng ta quan sát ở những cái điểm này để chúng ta phân tích các anh chị nhá. Ok, bản tin tuần thì xin phép được tạm dừng tại đây, và nhắc lại các anh chị một tí nữa, đó là hàng tuần thì chúng ta sẽ có bản tin phân tích tuần gồm danh mục cổ phiếu, và hàng ngày thì chúng ta sẽ có những bản tin phân tích định lượng bộ ba tham số chung của thị trường. Và hai cái dòng bản tin này thì cũng sẽ phân tích lên hai kênh để các anh chị nắm được, để chúng ta tránh bị loạn, đúng không anh chị? Trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì hàng ngày sẽ có một bản tin, và trên kênh Chứng Khoán Chiến Binh trên từng con sóng thì hàng tuần sẽ có một bản tin. Cái nội dung như vậy để các anh chị em nắm được. Ok, thì cơ bản là tuần tới thì cũng đang hết sức là khó khăn. Với cái góc độ như thế này thì như vậy là chúng ta cần phải có sự xoay chuyển về dòng tiền. Và cái sự xoay chuyển của dòng tiền đó thì chúng ta sẽ cần đánh giá thêm ở phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư để chúng ta định lượng. Và thị trường thì nó như vậy thôi, có sóng lên thì ắt hẳn sẽ có sóng sideways đi ngang và có sóng xuống, thì như vậy là chúng ta sẽ bám sát theo các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường để chúng ta hành động thôi, chứ chúng ta cũng không có một cái cách nào cả, bởi vì chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ anh chị nhá. Rồi, nội dung như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản cập nhật tiếp theo.